Tỉnh Cô Tôm phấn đấu đến năm 2030, 100% các thôn trên địa bàn tỉnh có hạ tầng băng rộng cố định, 95% dân số ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh, 100% khu vực có dân cư sinh sống và làm việc được phụ sóng băng rộng di động và 100% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định cáp quang. Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp trong tỉnh có khả năng ứng dụng IoT, tức Internet Opting, để phát triển các dịch vụ số. 100% hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng, từng bước hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên các lĩnh vực trong xây dựng chính quyền điện tử.